Chúc mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Miền Tây Life. Thì mai chúng ta sẽ cùng đi ăn thử buổi buffet ở Vincom Vĩnh Long với mức giá là 169k. À, để xem nó như thế nào nhé. Bữa nay ở đúng rồi không? Nay chủ nhật chứ nhỉ. Buổi sáng là chắc dễ. Để họ coi trên mạng biết. Và đây là Kim BBQ Buffet, vua nướng Hàn Quốc. Cho đến 279.000. Mức giá này của mình được tính trên đầu người, chưa bao gồm 10% hóa là chưa bao gồm nước uống như chị. 199 của mình sẽ bao gồm là 7 món nóng. Tất cả cái món như mà buffet thì mình sẽ có là 14 món nóng thôi chị. Hay là menu 199 của mình. Mình bắt đầu từ A1 và kết thúc ở A14. A1 tới A14. Bữa nay có đi 4 nặng 1 không? Thiếu người à. Vậy mà mình vào bàn mình chọn giá sao? Dạ, đưa vô bàn. Mà mình nhớ này. Bước vào cổng thì có nhân viên chào chúng ta bằng tiếng Hàn. Và họ sẽ dẫn chúng ta vào ngồi bàn như thế này. Bàn của mình là bàn 4 người, nhưng mình hôm nay mình đi chỉ có 3 thôi. Ở đây thì luôn có chương trình là đi 4 tầng 1. Tất cả các ngày luôn, từ thứ hai đến thứ nhật. Và đi ăn buffet này mình nghĩ là các bạn nên đi ăn khoảng nhóm 4 người sẽ nó lợi và tiết kiệm hơn so với mình đi 3 người như thế này. Gì? Ở Vincom Vĩnh Long này thì nó có những cái gói menu là 169, 199, 229 và 279 là cao nhất. À, theo bình thường thì mình biết thì nó có thêm một gói là 329 nữa, nhưng mà ở đây thì nó không có gói này. Và ở đây đặc biệt là những trong những cái menu này nó không hề có tôm. À, những cái chỗ khác mình ở thành phố thì nó có tôm á. Vì vậy nên BBQ tuy là chi nhánh của nó, nhưng menu là nó có sự khác biệt ở từng miền nha. Không có menu có tôm hả? Kì vậy? Tại vì thế. Trong khi chờ đợi các món ăn đem lên thì mình sẽ dạo bên đây để mình xem các món khai vị cũng như nước chấm ở bên đây nha. Đây là tráng miệng. À, còn đây là cái dao mình ăn kèm cho đỡ ngán. Bên đây cũng là đồ tráng miệng. À, chúng ta còn có xôi nữa nè. Đây cầm dễ lấy cái gì ngon ngon. Đây là đồ để chúng ta nướng, chúng ta có thể lấy ở đây về nướng cũng được. Đây chúng ta sẽ có hai nồi súp. Và ở BBQ các tỉnh ở miền Nam như thế này á thì nó không có chính sách là tăng giá vào thứ bảy chủ nhật. À, rất là hay, các bạn muốn đi giờ nào này cũng giá cũng như vậy thôi. Cái món tráng miệng ở đây nhìn rất là bắt mắt, rất là muốn ăn luôn á. À, nhưng các bạn kiềm chế nha, ăn cái này là no nóc luôn đó. Đây là nước chấm của chúng ta, có rất nhiều loại nước chấm, bạn thích cái nào thì các bạn lấy cái đó chấm thôi, đủ hết. Đặc biệt là ở cái khúc mà đồ ăn vặt như thế này á thì nó có một cái đĩa ớt. À, ớt này không phải là ớt của mình, nhưng mà ớt này ăn rất là ngon, rất là dai. À, ăn rất là thích. Còn đây chỉ có những cái món ăn vặt bình thường thôi, khoai chiên cũng như là bánh phồng. Này các bạn nên lấy rau này bạn ăn cho đỡ ngán. Nói chung là thì ở đây nó trưng bày những cái này nhìn rất là đẹp với mình bắt mắt, nhìn là muốn ăn liền. Bán xoài chua chua, rõ xài chua chua. Rất là sạch sẽ. Cũng giống như những cái chi nhánh khác thôi. Chỉ là khác những cái menu của nó có sự khác biệt nhỏ nhỏ thôi. À, còn về cách phục vụ cũng như trang trí và vệ sinh thì rất là tốt, rất là sạch. Sau này nó có tôm nha, bên sumo có tôm mà. Và với menu 169k này thì nó chưa bao gồm nước uống và tiền thuế nữa, thuế là tính tổng cộng 10% lên nhé. Còn về phần nước uống thì trong menu nó có ghi giá cụ thể. Mình khuyên các bạn nên là uống Coca đi. Coca thì nó uống nó dễ tiêu, và ăn những cái thứ này thì uống Coca mình thấy là hợp lý. Đừng nên uống những cái trà này trà nọ, nó không hay bằng uống Coca đâu.
gì trời. Đây mình có tráng miệng, có trái cây nữa nè. Trái cây mình nghĩ ăn một hồi nó sẽ hết đó. Trái cây nó hết nó đem ra cũng như hơi lâu đó. Nhưng các bạn tranh thủ lấy trái cây trước đi ha. Vì khúc sau thì trái cây nó sẽ hết trước. Và thường thì nó hết thì đem ra rất là lâu, hoặc là nó có thể là nó không đem ra. Nên mình tranh thủ lấy trái cây trước. Với cái menu này mình cảm thấy là cái menu 169 và 199 là thấy hợp lý. Và mình là ăn khá là vừa túi tiền và rất là ngon. Và ở menu 199 thì nó chỉ thêm được hai món, đó là món bạch tuộc và món ba chỉ heo sốt cay. Mình nghĩ trong cái menu 199 này thì đáng giá là món bạch tuộc thôi. Còn món ba chỉ heo sốt cay mình nghĩ là nó không thực sự hấp dẫn lắm. Phải che lại vậy hả? Ờ vậy hả? Các bạn lưu ý là mới bỏ than vào thì lửa nó còn rất mạnh đó. Các bạn để ý chở thường xuyên nha, vì nó rất là mau khét. Khi mà một hồi than nó cháy chậm lại thì mình có thể nướng từ từ. Lúc này thì than nó còn rất là nóng và lửa còn rất là nhiều, nên nướng nó rất hay bị khét. Chúng ta sẽ coi sơ qua về cái menu này nhé. Chủ đề của menu là ăn không giới hạn. Các bạn coi từ từ những cái menu bên trong này nhé. Mình sẽ lật từ từ cho các bạn xem. Tuy rằng menu nó tới mười mấy món, nhưng mình chỉ lựa những món thịt bò mình ăn thôi. Còn về cái phần gà thì các bạn đừng nên ăn, vì nó nướng rất là lâu và ăn rất là ngán. Mình thường là mình không ăn gà nè. Mình ăn gà một sâu hay sâu gì mình ăn chơi thôi. Mình sẽ bỏ, mình không ăn gà và cũng như là thịt heo mình cũng không ăn. Mình chỉ ăn bò và xúc xích và những cái loại khác thôi. Và cái món súp cũng vậy. Cái món súp thì các bạn nên gọi, nếu các bạn đi 4 người thì các bạn nên gọi là 2 phần súp thôi. Các bạn ăn chung chứ đừng có gọi mỗi người một phần súp. Ăn sẽ rất là mau no và các bạn sẽ không ăn nổi những cái món sau này đâu. Và mình khá tiếc là trong những cái menu mắc tiền hơn là khoảng 200 mấy á, thì nó vẫn không có món lẩu. Có lẽ phải có thêm một món lẩu á, thì tốt hơn. Và nhìn chung mà với mức giá 169k mà ăn buffet như thế này thì mình thấy là một giá tuyệt vời. Và không có gì phàn nàn với chất lượng và cũng như là thức ăn ở đây cả. Rất là tuyệt vời. 169k. Ở đây không chín vô lại. Nếu như các bạn là một fan của đồ nướng thì các bạn không nên bỏ qua cái menu 169k này. Thật sự là rất là ngon. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây ha. Nếu các bạn cảm thấy video này có chút xíu gì đó thú vị thì hãy like, share và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.